quý vị, cả nước hiện có hơn 2.500 chung cư cũ được xây dựng trước năm 1994, trong đó có 25% thuộc hiện hư hỏng, nguy hiểm. Thế nhưng, gần 10 năm qua, tỷ lệ nhà chung cư được cải tạo, sửa chữa lại chưa đến 3%. Trước thực trạng đó, mới đây, Bộ Xây dựng đã đề xuất thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù nhằm gỡ bỏ các vướng mắc trong quá trình thực hiện cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ. Theo Bộ Xây dựng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được chọn là nơi thí điểm bởi số lượng nhà chung cư cũ trên hai địa bàn này rất lớn. Tình trạng sở hữu, sử dụng đa dạng thuộc nhiều cơ quan, đơn vị quản lý dẫn đến khó tiếp cận, kiểm đếm, rà soát chất lượng trong thời gian ngắn, chậm xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. Để giải quyết vướng mắc trong việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Bộ đã đề xuất bổ sung chính sách nhằm hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan đến hoạt động cải tạo chung cư cũ. Hai địa phương là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất chọn thí điểm cơ chế đặc thù. Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng dự thảo đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ, đồng thời đề xuất một số giải pháp cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ. Ủy ban dân thành phố Hà Nội giao các nhà đầu tư đề xuất ý tưởng và lập quy hoạch chi tiết 1/500, và thành phố sẽ hoàn trả chi phí này nếu nhà đầu tư không được lựa chọn làm chủ đầu tư. Mặt khác, Hà Nội sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được chủ động quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại 4 quận nội thành thuộc khu vực nội đô, lịch sử thay vì phải báo cáo và chờ Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Cùng với đó, Hà Nội kiến nghị cho phép quy định tỷ lệ khoảng 70% chủ sở hữu nhà chung cư không phải cấp D được thực hiện cải tạo, xây dựng lại thay vì 100% như quy định của luật hiện hành. Cho phép nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 và triển khai dự án riêng đối với nhà chung cư cấp D, nhà chung cư hết niên hạn nằm trong các khu chung cư cũ.